Chào mọi người, Thái lại xuất hiện rồi. Chúc cho anh em ngày mới ăn lành, buổi trưa mát luôn nha. Tại hiện tại là Thái đang ở Củ Chi, khá là nắng anh em. Hôm nay thì Thái sẽ đột nhập vào một trại cá vàng của một anh chàng 9X. Từ một trại cá vàng, từ niềm đam mê cá vàng mà anh ấy đã phát triển rất rất là nhiều trại, khoảng 3 đến 4 trại ở các tỉnh miền Tây trên toàn nước Việt Nam mình luôn. Ở Thái thì hôm nay Thái đi với chị Trang Khanh đang núp nắng nè mọi người. Hôm nay là nắng luôn. Dạ, hôm nay là chị em mình sẽ hy sinh dân nắng một chút xíu, sẽ đột nhập vào xem mô hình của chàng trai 9X này. À, với mô hình nuôi cá vàng như thế nào mà anh ấy tạo nên một cái kỳ tích như vậy. Đó, niềm kiêu hãnh cho cá vàng ở Việt Nam mình. Hả chị ha. Sinh vì đam mê đúng không? Ok. Sẵn chia sẻ cho mình mọi người xem cái hệ thống của anh ấy ha, và những cái kinh nghiệm của anh ấy và niềm đam mê của anh ấy như thế nào. Ok chị. Let's go. Mình đi vào bên trong nha. Chị Thanh thì chị mê cá lắm. Mình sẵn đi thì chị dẫn chị theo để chị có thể giao lưu và chị có thể ngắm những con cá. Nói chung là theo cái đam mê của mình đó chị ha. Chị nuôi không được hết, tất cả cả đi ngắm cũng được đúng không? Mê là ngắm thôi là cũng đam mê rồi. Đi ngắm là cũng được đã rồi. Đây mọi người, trên này thì tuy nắng nắng nhưng mà cũng yên bình lắm. Ủa, cái mương chút cá quá trời kìa. Trước khi vô chạy mà dẫn chuyện, cá lòng rồng quá trời luôn nè. Có bầy lòng rồng nè. Nè. Ồ, quá trời nè. Nè, trời ơi quá trời luôn. Thôi đi vô trại. Lấy vợt về một đúng không? Đi vô trại quay cá vàng trước đi. Dạ. Đây là trại cá nha. Thái cũng xin giới thiệu nha, đây là trại cá của bạn Bi nha mọi người. Bạn Bi Củ Chi nha. Rồi. Mình tiến vào bên trong. Wow. Chưa gì Thái thấy là đây có rất là nhiều hồ xi măng nè. Chị ha. Nhưng mà hơi nắng mà ở trên đây không có che cái gì luôn anh em thấy không, nắng nó trực tiếp xuống những cái hồ này đó. Nước thì rêu tạo lên xanh lè luôn, mình không thấy cá được đó. Thấy thấy này, thấy nó bơi chưa, chưa thấy mình nó bơi lại kìa. Wow. Thấy mình nó vẫn bơi lại. Nhiều hồ lắm ở đây, cách đây một năm mấy Thái có xuống đây rồi nhưng mà chưa thấy được những cái hồ phía sau nhiều như thế này. Nay Thái sẽ cập nhật lại cho tất cả các bạn xem. Không thấy cá. Nắng quá nó nút rồi. Trời ơi, đã đây đây đây, chờ chủ trại chị ơi. Hello Vi ơi. Hello Vi nhá. Đây. Chào Vi nha. Nay đây là chị Thanh nè. Nay sẵn có dịp có chị Thanh tới thì anh sẽ vào khu vực trại mình để quay cập nhật lại cho tất cả các bạn xem coi mô hình trang trại nuôi cá vàng của bạn Bi hiện tại ra sao rồi và có những gặt hái gì thành công nhất định để quay cho mọi người xem, làm một cái video cũng như là chia sẻ về những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà Bi có được để thành công trong bộ môn cá vàng. Ok Bi ha. Cá vàng đại khái là cá vàng loại nào nữa đúng không? Đây em là như là giờ chiên về hai dòng Range Rover Honda. Dạ, nghe nói cái loại này nó có dạo này hot lắm đấy nữa. Rồi mình sẽ bắt đầu xem về trang trại, về mô hình này, về những cái hồ xi măng, về kích thước hồ này, rồi hệ thống về nước nè, nó tất tần tật về trại cá vàng của mình để cho tất cả các bạn tham khảo ha Bi ha. Dạ rồi, ok. Dạ, vậy bây giờ là theo chân Bi để Bi dẫn tất cả mọi người đi nhé. Đây mọi người ha. Nè, trời ơi. Nó bơi theo mình nè. Đúng chưa? Trời ơi. Trời rất là dễ thương. Tưởng cho mình cho nó ăn quá, nó bơi theo mình kìa. Đúng không? À Bi, hiện tại là những cái hồ xi măng mình ở đây á là bao nhiêu hồ rồi Bi? Dạ hiện tại tổng diện tích hồ của em ở đây là 52 hồ. 52 hồ. Dạ. Và cái kích thước của những cái hồ của mình là khoảng tầm bao nhiêu ta? Anh dạ. Chia sẻ một số về kích thước trước cho tất cả các bạn có thể tìm hiểu. Bên đây là hồ này là 3.5 vuông. Đây là 3.5 vuông. Dạ. Còn tất cả nguyên hai dãy bên đây là 3.5 vuông hết. À 3.5 vuông. 3.5 vuông như vậy là mình về cái tầm mặt cao của cái hồ thì mình làm như thế nào? Khoảng bao nhiêu? Cao tầm 60 là nuôi được anh. 60 ha, dạ. Là nuôi được. Còn ha. Em bơm nước lên đây là cỡ như đây là cỡ 55 thôi. Bơm 55. Tránh trường hợp là nó nhảy ha. Dạ. Rồi ở đây là mình làm cái này là cái lọc tràn nè đúng không? Cái đó là mình hút ở dưới đáy anh. Hút đáy. Dạ, khi nào mình thấy mà nó dơ thì mình rút cái ống bự lên. Rút cái ống bự lên. Nó chạy ở mặt ngoài.
Đây, cái nó dơ là mình rút ra. Ăn cám thì gắn vô cho đừng ra ngoài ha. Tuyệt vời mọi người. Coi nè, coi nè, coi nè. Quẩy cái nó quay lại nữa, trời ơi, cưng quá chứ. Trời ơi, rất là nhiều luôn. Đây, trời ơi, ở đây nữa nè anh em ơi. Trời ơi, đây nó chích luôn. Đây là anh em nhìn nè, mời. Trời ơi. Ôi, quá vậy luôn nè. Trời ơi, nó kéo lại kìa anh em, rất là nhiều cá luôn mọi người. Các bạn ganchu này nó rất là thân thiện nha. Thân thiện giống như mấy cái cá coi vậy đó không? Dạ. Không, nuôi mấy con này thì tất cả các bạn nữ thì đa số thích những dòng ganchu lắm. À, hoặc là những dòng cá vàng như thế này, tại vì nó biệt danh là con heo nước mà, đúng không? Đúng không Vy? Mình cho ăn xong rồi chừng 5 phút ra là nó cứ bu mình để chàng dậy tiếp à. À, đây ngồi ngồi. Ngồi đến đây anh hỏi này xíu Vy. Ngồi luôn chị. Trời, ngồi, chị ngồi bên kia cũng được. Okay. Từ khi mà em tiếp cận tới cái bộ môn cá vàng này nè là được khoảng bao nhiêu lâu rồi ta? Bộ môn cái gì em này em biết là mình cỡ năm nay nó chắc 8 năm rồi. 8 năm rồi hả? Từ khi học lớp 10 tới bây giờ. Lớp 10. Đam mê sớm dữ vậy ta. Lớp 10 là lúc đó là mình xong lớp 10 đi, mình đam mê rồi lúc đó mình theo học ngành gì? Ngày xưa là em đi theo học đầu bếp. Đầu bếp. À, em học được 3 tháng cái em giờ em nuôi cá, em thấy mời cá cái em làm cá luôn nghe. À, có nghĩa là về làm muốn ăn cho bạn bè thôi kêu mày nghỉ đi hả? Nấu dở quá hay sao? Nghỉ đi làm cá đi làm mồi cho tụi nhậu. À. Nói chung là vui đó nha mọi người, từ lớp 10 rồi là đam mê cá vàng rồi. Hiện tại thì đam mê khá là lâu, nhưng mà cái trại từ khi mà mình muốn là mình làm những con cá vàng này để mình làm kinh tế, để mình phát triển mô hình trang trại thì cách đây là bao nhiêu năm rồi mình mở trại đầu tiên của mình? Đây nếu mà em kinh tế nhưng lúc đầu tiên luôn á. À, em đem cá về đầu tiên đi là vào năm lớp 10 là em nuôi dòng đầu tiên là dòng Ryukin. À, là em nuôi sau mà cho nó đẻ nhiều quá cái em bị chặt hầu á, không có hầu nuôi. À, em đăng mẹ em thanh lý bớt từ đó cái em làm cá buôn bán tới bây giờ luôn. Làm cá buôn bán tới bây giờ luôn hả? Trời, đam mê tới giờ luôn. Đam mê luôn. Nhưng mà anh được, nhưng mà chị biết không, chị Thanh biết không, từ một anh chàng đầu bếp nè, đam mê cá vàng từ năm lớp 10 là rồi xong rồi mở trại, mà cách đây một năm mấy em có xuống thì bạn ấy chỉ có một trại thôi, mà theo thông tin mà Thái vừa nhận được thì bạn Bi đã có những trại ở vùng lân cận các tỉnh miền Tây rồi, rất là quy mô luôn mọi người, chứ không phải là riêng vì một trại này nữa đâu. Và bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 24 chị. Em muốn còn rất là nhỏ thôi, trẻ mà giỏi quá trời luôn á. Nhưng mà bạn ấy nói là mặc dù em có rất nhiều trại ở các tỉnh miền Tây như thế thôi, anh em thấy những hộ em rất là nhiều, nhưng mà hiện tại đến thời điểm bây giờ thì bạn ấy vẫn không đủ số lượng cá để giao cho khách. Thật sự là rất là giỏi luôn, rất là ngưỡng mộ một chàng trai như vậy, còn rất là nhỏ tuổi đúng không chị? Bắt tay cái lên hình được coi. Ê, rất tuyệt vời chưa? Ké cái. Hỏi thật ra thì trong thời gian mà em làm cá vàng như thế này nè, anh biết là môn gì cũng vậy, về môn cá nha, có những rất là những khó khăn lắm chị, ai làm cá cảnh nào cũng vậy. Thì trong cái khoảng thời gian mà em mở trại cá như vậy, có những cái khó khăn gì mà mình nghĩ là mình sẽ không theo được cái môn cá này giống như cái nghề đầu bếp mà mình bỏ không? Cái khó khăn đầu tiên là về nguồn nước, nói chung là nuôi cá gì là nguồn nước cũng là chính. Ngày xưa em nuôi lúc đầu tiên thì em cũng hên, cá em nó không có phát bệnh gì nhiều. Sau này em mở ra tầm từ 5 đến 6 hồ á, nó nuôi nhiều quá cái mực nước của mình cứ bơm lên riết là nó sẽ không tốt nữa, là nó sẽ phát ra cái bệnh là ngày xưa bị bệnh nấm vàng. Nấm vàng là cứ làm bao nhiêu con cá ra nó cũng bị nấm vàng, chết cũng đuôi hết, là chết hết. Nên em cũng có nghỉ một thời gian, nghỉ thời gian tầm 5-6 tháng á, em không làm nữa, em cũng nản. Rồi lúc đó qua đầu bếp lại phải không? Lúc đó em ở nhà em không buồn gì á, cái mỗi lần chết vậy là chết cũng số lượng lớn cả. Tại vì sao mình nghĩ trong đầu liền, tại sao người ta làm được mình làm không được? Phải không? Tức liền đúng không? Trong đó em 5-6 tháng trời đó em nằm em suy nghĩ em làm này kia, cũng có một ông anh, cũng nhờ ông anh em chỉ em thuốc này thuốc kia, xong rồi em mới trị cá nên bắt đầu làm lại. Vì người đó, ông anh đó bây giờ là hiện tại nếu mà em thành công bây giờ là phải, đó là cao nhân của em đúng không? Phải biết ơn người đó, tại vì người đó đã chia sẻ để truyền đạt cho mình có thành công như ngày hôm nay, có bạn Bi như giờ, đúng không? Anh cũng hãnh diện lắm, tại vì em làm được, em mở rất là nhiều. Sau mà một năm gặp lại, anh gặp lại em thì em mở được thêm những trại ở các tỉnh miền Tây, thì anh thấy là khá là khâm phục em.
Nhờ em có cái duyên anh Thái luôn á. Trời đất quỷ thần. Từ khi anh quay em là em hỏi em được hai cái nữa. Trời ơi, trời ơi, nói là ta chết luôn á. Anh Thái là cao nhân của em á nha. Trời ơi, ơi. Thôi bây giờ là chúng mình sẽ bắt đầu tám chuyện phím tiếp. À, chuyện nghề tiếp. Bây giờ mình sẽ đi tham quan thêm một số hồ cũng như là hệ thống của bạn Bi luôn các bạn nữa. Bây giờ là không biết là cá vàng mình lấy một ít cám cái cho anh với lại chị Thanh trải nghiệm khi mà mình vừa tham quan mình vừa cho ăn luôn ha Bi ha. Rồi, ok anh. Ok, mình sẽ vô lấy cám nhé. Dạ. Chị Thanh mê rồi. Trời ơi đã thiệt luôn á. Về mở chạy không? Mở hả? Về chị về. Chị về chị mở một chạy thôi. Em quay chị bút kim ba chạy nữa. Xong nghỉ luôn. Không không. Trời, nó nói là cái này là đam mê mà em nói chưa gì em nói vậy luôn. Không phải chị, thật ra thì nói là môn gì cũng vậy, đừng thấy như vậy. Môn gì nó cũng có duyên hết chị ơi, có duyên và nói chung là có gian với nó nữa thì mới làm được. Và cũng đó. Đây. Nhờ cho chị đi. Cho chị hả? Đúng không? Cho bài này ăn là anh em hấp theo nước hay là cái này nữa. À để cho chị Thanh cho bài này ăn ha. Trời ơi. Trời ơi, đã này. Họ nó kêu bụp 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 á. Trời. Bài này là chưa lựa hả Bi? Dạ đúng rồi. Ờ. Để giờ chị Thanh làm nhiệm vụ cho ăn thôi. Anh sẽ lấy cái mic lại của chị Thanh để anh nói chuyện với Bi nhiều hơn nè. Nãy giờ cho chị Thanh trải nghiệm. Đây ha. Dạ. Rồi để anh quay chị Thanh cho cá ăn cho mọi người xem đã. Đây mình học tay vớt cá nhớ xin phép chủ trại nha. Dạ cứ thoải mái ăn. Không sao hết. Trời ơi. Công nhận cá thì thanh thiện thiệt đó. Ồ. Vậy anh bơi vô đây được không Bi? Dạ được chứ anh. Trời ơi đã quá mọi người. Ôi đã chưa anh em thấy quay cận nè mọi người rất là đã nha. Để chị cho cá ăn nha, để em hỏi Bi một chút xíu. Bi, anh thấy ở đây là toàn bộ là hồ xi măng hết. Dạ, và anh cũng có tham quan nhiều trại á. Thì anh thấy là có hồ, cả hồ về Campuchia, hồ Mũ nè. Dạ. Rồi có những người nuôi bạc nữa. Dạ. Thì em thấy là nuôi về hồ xi măng như thế này, nó cá nó mau lớn hơn không? Hay là nó đỡ bệnh hơn không? Hay là những cái hệ thống kia? Anh thấy là hệ thống ở dưới miền Tây em vẫn có là hệ thống bạc với hồ Campuchia đúng không? Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà em so sánh giữa hai trại ở trên Củ Chi này với lại cái trại ở miền Tây em làm thì em thấy là cá sống ở khu vực hồ xi măng hay là hồ loại bạc chứ công xích nó ok hơn. Dạ nói về hồ á thì em thấy hồ nào thì cũng được. Nhưng mà ở trại ở đây á thì em thích hợp với nuôi hồ xi măng hơn. Ừ. Hồ xi măng. Ngày xưa em cũng nuôi hồ bạc ở trên đây nhưng mà em nuôi hồ bạc trên đây cá nó không có lớn được. Nhưng mà đổi lại thì cái trại ở dưới miền Tây của em thì em nuôi hồ bạc thì nó mau lớn hơn. Màu lớn hơn ha. Em nghĩ sau này chắc cái hồ nó chỉ chiếm tầm 10-20% thôi. Còn quan trọng là cái nguồn nước của mình đó. Còn cái hồ Campuchia hay hồ bạc hay hồ xi măng gì mình đều nuôi ok hết. Cũng đều vô mỗi lần thay nước vô trà bình thường. Dạ đúng rồi. Trà rong trà rêu đúng không? Dạ. Em thấy em hay up lên Facebook mấy anh em kêu mấy anh em vô trà quá trời. Cái hồ xi măng mình dễ vệ sinh hơn nữa. À dễ vệ sinh hơn hả? Nó bám rêu cũng ít tại vì ở cái hồ xi măng á là em có cái một lớp chống thấm. Đây có một hồ không nước nè. Dạ. Đây là cái hồ mình giống như là cái chống thấm hồ dầu mình á. Dạ hả? Đúng rồi nhưng mà một kỳ trước là cái nhãn hiệu gì mà em quên rồi. Nó có cái chống thấm ở trong cái xi măng luôn nên rêu nó lên như em vậy nè rồi sau này mình bỏ 2-3 ngày là nó tự tróc hết rồi. À sợ mình chà rêu quá nó tróc bằng cái cát này ra này. Dạ đúng không sợ. Anh cái này là ở ngoài còn cái chống thấm của em là trộn chung với trộn chung với xi măng ha. Dạ. Ở một cái hồ nè, Thái đang trong một cái hồ nè anh em. Đó. Hồ như thế này. Thì những cái ống nước này là những cái ống nước ra vô nước này. Dạ, nước với oxy. Nước với oxy này. Dạ. Hả? Đó. Như thế này thôi. Nền này đơn giản cũng đơn giản. Cũng đơn giản. Một cái hồ như thế này. Nền em là nền bê tông. Nền bê tông ha. Dạ. Đó, anh em thấy chưa? Chị Thanh thì vẫn đang ghiền đi cho cá ăn nè mọi người. À, trước mặt Thái thì ở đây Thái thấy là đây là có một cái hồ cá sô này đúng không Bi? Dạ. Đây hồ ha. Cá sô với hồ em đẩy mấy bé cá trong đây là đang hot nhất thị trường cá vàng. Ô, hot nhất thị trường cá vàng hả? Dạ là nuôi tini siêu cục. Là sao đâu em ngồi xuống đây dạ. nói anh hiểu thôi. Là cái phơm của nó là phơm tròn y chang cái quả xài vậy đó. Y chang cái trứng vịt vậy đó. Nhưng mà cái đuôi nó rất là cục, đuôi rất ngắn. Nó càng sau này nó càng lớn nó càng to cái đuôi nó sẽ cục nữa là nó không còn đuôi luôn hả? Dạ và con cá này bơi cứ kêu lắc vậy là nó đang hót lắm luôn á hả? Dạ đúng rồi. Ủa vậy thí dụ một con đẹp nhất của nó là nhiêu tiền?
hiện tại cái giống của em là đang bán 1,5 triệu con anh. Một con vậy 1,5 triệu hả? Còn không, mấy con trong hầu của em là size 3 ngón là chỉ có 800 ngàn một con thôi. À, ê, nhưng mà anh hỏi cái này cái Bi. À, thí dụ như mà con cá này gọi là ranh chu đuôi cục đúng không? Đuôi siêu cục đúng không? Dạ đúng rồi anh. Thì thí dụ nó càng lớn cái đuôi nó không có, mà cái đuôi nó không có nó có bị dễ lật không? Tại vì nhưng không có điều tiết được cái bộ phận bự của nó dễ lật không? À, nếu mà cái body nó tròn quá thì có con càng ngày càng cục lên thì nó thường nó bị chỏng. À nó bị chỏng. Dạ, nó bị lật như vậy. Có một con giống vậy là nó hơi lật lên nè. Tại vì cái đuôi cục quá thì nó có thể nó bơi không được. Nhưng mà cái body nó căng đói á thì mấy con đó là nó, lúc mà em lên cá giống là mấy con đó đẹp là mấy nó bơi bình thường. Trời. Mà tỷ lệ nó nhiều con lật lắm nên cái con này nó khó làm. Ủa cái con này là do trại em làm ra luôn hay sao? Dạ đúng rồi anh. Cái giống thì em nhập Indo. À cái giống nhập Indo ha. Cái con này là chỉ F1 thôi. Vậy con này là tầm 1,000,000 mấy con không dạ, hả? Cái hồ này là 3 size 3 ngón của tụi em là 800 ngàn con anh. 800 ngàn hả? Dạ. Trời ơi mắc dưới trời. Dạ. Nó mắc là do cái tỷ lệ nó làm kiếm một con cá đẹp nó khó. Tại vì 1,000 con là em lấy tầm được cỡ 100 mấy con là cùng. Ồ. Dạ. Chứ nó gạt cá con nó lỗi nhiều lắm. Vậy là cũng khá là giỏi đó chị, ép ra này rồi này kia. Vì càng khó nhiều mới làm được có giàu được chứ. Dạ. Cộng Bi nữa. Nói chung cả một quá trình anh em thấy thế thôi chứ mà làm gì cũng vậy, vừa đam mê vừa chịu khó vừa tìm tòi, nói chung là dặn hết cả bao nhiêu cái tâm huyết trong cái sản phẩm mình để mình xây chuyển làm sao để mình phát triển. Nó khá là khó khăn chứ không phải đơn giản đâu. Dạ. À, rồi hôm trước là anh vô đây là chưa có giàn hồ bên này nè. Hôm nay là thấy là đằng kia Bi có phát triển thêm cái giàn hồ bên này nữa anh em. Rộng hết luôn rồi. Ngày xưa bên này là chưa có, full trại luôn rồi ha. Mình đi dạo xuống dưới. Chị Thanh ơi. Cứ cho nó đi một vòng là nó còn ơi ăn tiếp mà. Ờ, cái đây có phải là dòng đuôi cục đó không? Không phải dạ, đúng không anh? Này là cá đuôi bự bình thường. À, chu calico. Ôi đã quá anh em ơi. Để thấy quay cận cho anh em xem luôn nè. Cho chị Thanh bỏ xuống nè. Mê chưa? Ngẹt luôn. Trời đã lắm anh em. Ở đây chắc vài ngàn con không Bi? Dạ, hồ này nhiều mấy anh, nghìn mấy ha. Dạ. Hay cái là mình ngồi cái nó bu lại ha. Dạ. Đặc tính con cá vàng nó vậy à. Mê ghê luôn á. Đi heo sao mà nó đi heo vậy. Quá trời luôn. Bét mà con chó mình là. Dạ. Ở đây là những cái đây là anh thấy là bỏ cho cái rổ này là sao Bi? Dạ là của khách chốt anh, em chuẩn bị em đi ship anh. À là mình lựa cho khách đó hả? Dạ. Mỗi khách là một rổ. Mỗi khách vậy là một rổ ha. Dạ, cũng nèm này đuôi cục luôn này. Là tất cả đều đuôi cục hết. Vậy là một con vậy mà 8 xị á. Dạ không, cái hầu kia thôi, còn cái này xa 2 ngón là chỉ có 400 ngàn một con hết, chung tùy con. 4 mà nhân 10 con thì cũng đã gần 4 triệu rồi. Dạ. Mà nhiêu đây hơn 10 con á. Dạ hơn anh. Oh. Hôm qua em đi bớt rồi đó, ngày hôm qua em đi về tới 300 mấy chục con rồi. Trời ơi, người ta nói muốn giàu nuôi cá, muốn phải nuôi cơm, chỉ giàu chứ nuôi cá thôi. Mà giờ nuôi cá thịt không giàu nổi đâu, chứ nuôi cá kiển ngon. Nếu mà làm được ngon nha. Cũng cực lắm anh ơi. Ồ, cực ha. Trải qua nhiều biến cố nhiều lắm. Biến cố nhiều. Thì cái gì cũng vậy mà. Bỏ nghề YouTube đi, đi nuôi cá đi. Thôi chị, em vẫn, cá. Em thích đi quay, đi báo hơn chị. Đi báo chỗ này chỗ kia vui hơn. Dạ, kiếm đồ nhậu đồ nó vui hơn. Dạ. Chứ đúng rồi. Em thì nói chung là em mang lại những cái giá trị chia sẻ thôi. Thật thì ai mà làm được thì mình chia sẻ. Thì không phải là em quay video bạn này làm được, bạn này kia làm được rồi chia sẻ cho mọi người rồi mọi người cũng nghĩ đơn giản làm theo là nó sẽ được đâu. Mình còn phải có cái duyên với nó và mình phải có cái nhiệt huyết của nó. Mình phải còn có sự may mắn nữa. Đúng không ạ? Đúng anh. Đúng không? Đam mê một phần, may mắn một phần. Đúng rồi. Đó. Thì mới thành công được. Dạ. Ê, cá chốt cho người ta đừng cho ăn chị. Phải không? Dạ ăn bình thường. Em... ăn bình thường. Ai biết đâu. Sợ em chốt cho. Sợ... hai ngày nữa em mới đi. À sợ chốt cho người ta rồi cho ăn là xíu rồi nó no mình không có đóng được á Bi. Dạ. Cái này chiều em mới đem vô hồ chứa trong kia nữa. Em cho nó nhịn đói mới cho nó đi được. Chú em xin phép em thay bikini em trải nghiệm em bê trong cái hồ. Em bê cái hồ bê vô cái hồ cá con á. À, bê trong cái hồ cá con này nè anh em, cái thấy ngồi như đen bâu, thấy ngồi giữa đây nè, cái thấy cầm cám cái nó bơi xung quanh thấy chưa cái đầu thôi. Tuyệt vời.
Nó chọc thôi chứ ô nhiễm mà cá của con Bi nó chết, nó mắc mình đền, thấy bà tiền đâu đền. Thái đúng không? Dạ. Đây nè, Bi vừa mới xức cá nên còn hồ trống khá là nhiều anh em. Anh em vô những cái trại cá mà anh em thấy cá nhiều là do là họ chưa xức được, là do họ cũng hơi ế đó. Chứ mà trại cá mà hồ trống trống nhiều vậy là do không đủ cá bán sức hết rồi anh em. Đó là kinh nghiệm thấy đi quay, thấy về thì thấy nói vậy cho nó vui thôi nha mọi người, chứ không có ý gì nha. Đây là những cái hồ mà mình mới vô nước hả Bi? Dạ. Chờ mình đưa cá con ra ha. Hồ này em vô hôm qua mà khách bắt nhiều quá nên hết cá bỏ vô luôn. Ồ, mà hỏi cái này cái nữa nha. Dạ. Bây giờ khách quốc tế nhiều không? Hay là chỉ khách Việt Nam thôi? Giờ khách quốc tế thì em cũng có mà chỉ có tầm 10% mà. 10% hả? Chủ yếu là nước Lâu lâu cũng lâu thì cũng có Canada. Canada ha? Canada thì nhiều. Ồ, là ship trực tiếp luôn hả? Dạ, em gửi ở Việt Nam cho mấy anh ship liên giùm em. Vậy cũng tuyệt vời rồi. Nói chung là cũng nở mày nở mặt rồi, sức đi được là nở mày nở mặt rồi. Đúng không? Có mấy tuổi rồi? Nó 24 tuổi rồi chị. Dạ. Em thấy em U30, bây giờ em lông bông ngoài đường em có làm được gì đâu. Con chị á hả, là nó như 22 luôn rồi. Con chị 22 luôn hả? Năm thứ 2 là 22 rồi còn gì nữa. Mà con chị nhưng mà con chị có đam mê cá mút gửi Hoàng Bi. Anh chị Thanh nha. Dạ. Ok hả? Nên bởi vậy giờ thấy Bi ngưỡng mộ quá à. Dạ cảm ơn chị. Rồi coi cá tiếp đi. À, có những cái hồ này có cá con, mình xem cá con được không Bi? Dạ, cá con thì bên kia em. À, đi vòng qua mình bên đi kia. Đi vòng qua bên kia. Đây cái hồ này sao rêu, có mấy cái bao gì đây? Dạ, hồ này là để tụi em nuôi bò bò anh. À, nuôi bò bò. Mấy cái bao này là bao phân bò. À, cho nó ra tiết ra cái chất cho bò bò nó ăn đúng không? Dạ đúng rồi, cho nó lên rêu nữa. Hay nha. Là bo bo là cho cá con mà khi mình ép đúng không Bi? Dạ đúng rồi anh. Mà ở đây thì bây giờ em cũng ít làm cá con rồi. À, là làm ở dưới trại, mấy trại quê đem lên phải không? Dạ đúng rồi, ở đây em có làm một hồ nuôi chơi vậy. À đây. Đó, đây nước nè, đang vô nước sẵn. Có vài con cũng dạ. Cũng đuôi đuôi nhỏ đúng không? Dạ này đuôi nhỏ. Mấy hồ bên đây thì cũng có khách luôn rồi. Đây. Chị Thanh cho ăn, Thái sẽ quay nha mọi người. Hình như ở đây là đuôi bự. Dạ đuôi bự, anh này là lộn xộn. Lộn xộn ha. Bự nhỏ đuôi cục về, khách bắt con nào thì em bỏ cho con đó thôi. Này em trữ giùm khách. Tuổi thọ của mấy con cá này nó lâu không? Nếu mà mấy con cá mình lai tạo như này, tuổi thọ giờ trung bình ở đây em thấy nó lâu không Bi? Trung bình em nuôi con cá em nuôi lâu nhất luôn ở đây thì tầm 3 năm anh. 3 năm ha. Dạ, mà chắc em nghĩ nếu mà nó còn sức khỏe tốt thì nó chắc có thể sống lâu hơn nữa. Tầm 6 năm cũng có. 6 năm cũng có. Dạ. Đây, chị Thanh chỉ mê nè. Đã chị ha. Chị vì sao mà người ta gọi nó là heo nước á chị? Đó, về mà kỹ thuật, về mà hỏi về cá vàng sinh sản, tuổi thọ hay là những cái gì liên quan tới cá vàng, về thức ăn thì Thái cũng đã hỏi Bi khá là nhiều về video trước rồi. Dạ, được. Chỉ là hôm nay là mình quay cho cá ăn, mình coi bạn Bi phát triển ra sao, rồi một trang trại hồ của Bi như thế nào. Đó, tuổi trẻ tài cao thật chứ, nể sự luôn á mọi người. Dạ. Nhá. Mới vô một phần đam mê lắm anh. Mê ha. Xưa em mê cá lắm. Nghe nói mới lấy vợ luôn đúng không? Cá vàng thôi. Dạ, mới lấy vợ luôn phải không? Dạ mới lấy vợ anh. Mà nghe nói là bây giờ là mở tiệm cá cho vợ với Long Khánh luôn. Dạ. Wow. Ở Long Khánh Đồng Nai anh. Trời ơi quá trời giờ. Thằng Bi nó phủ sống gần như là toàn quốc luôn rồi mọi người. Nó phủ từ miền Tây cho đến lên tới Đồng Nai rồi Long Khánh, nó phủ quá trời phủ rồi. Quá cũng, tuyệt vời. Cũng mong anh Thái quay lần này nữa em phủ ra miền Trung nữa. Hai quý. Đây nữa nè. Chị Hanh chỉ cho ăn luôn rồi. Này lựa cho khách nữa ha. Dạ đúng rồi. Ở dưới cũng có khách luôn. Ở dưới này cũng có khách luôn ha. Trời. Chứ mình nhìn nó không có nhiều chứ mình cho nó ăn nó bu lại. Anh kéo cái rổ lại được phải không Bi? Dạ dạ được anh. Anh kéo anh nhấc lên được phải không? Dạ dạ được, thoải mái anh. Nhưng mà anh nhấc đem về nhà không được đúng không? Tặng anh luôn cũng được. Bị chứ chặn anh luôn được không? Anh khách lại. Anh không có chỗ nuôi đâu, anh chọc em á, tại vì anh đang vô cái bài rồi nhấc lên rồi gờ kéo vô cái anh hỏi tặng anh luôn cái em ừ luôn. Đây. Thật sự ra là anh không có nuôi cá vàng được. Tại vì thời gian mà nuôi cá vàng á, thật sự ra là chăm sóc kỹ lắm. Về cái nó phải đủ độ ấm nè, đủ ánh sáng nè. Rồi phải thay nước, tại vì nó ăn khá nhiều và nó đi phân cũng khá nhiều. Đúng không Bi? Quan trọng nhất là nguồn nước cá vàng, chỉ nguồn nước tốt là nuôi được thôi. Đúng
rồi. Còn thức ăn thịt của nó thì nó đem ra em thấy là cứ bỏ cái gì vô nó cũng ăn hết. Nhưng mà tại sao anh thấy chạy cá của mình không có che lưới lan hay cái gì để cản bớt nắng mà nắng nó nắng ghê thật luôn á. Ngày xưa em cũng có che nhưng mà em che thì con cá nó yếu với nó bị bệnh nè. Vậy em hả? Không biết nhiều chỗ khác thì sao nhưng mà ở chỗ em là che nó bệnh. Che là nó không có nắng là bệnh, nhưng mà em để trống không vậy nước nóng vậy mà nó rồi, bệnh. Rồi không sợ mưa à? Dạ không anh, tại em xả tràn thường xuyên mà. Em có cái ống xả tràn thường xuyên chứ mỗi lần mưa là tụi em ra hay nước. Lỡ bây giờ mưa dầm lớn cả ngày này qua ngày kia rồi cái nguồn nước nó cứ dần dần thay đổi liên tục như thế thì nó ảnh hưởng không? Cũng ảnh hưởng ít lắm anh. Nếu mà trời mưa nhiều quá thì em sẽ xả tràn mạnh lên. Xả tràn mạnh nó ra, cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, nó dặn thì biết chắc chắn là nó dặn có ảnh hưởng nhưng mà nó ít anh. Dạ. Rất là tuyệt vời nha. Dạ. Hôm nay là Thái quay mô hình này nè, một phần là Thái muốn cập nhật lại, một phần nữa là Thái muốn cho những bà con, những anh em đam mê cá này, hoặc là những cô chú, anh chị ở các tỉnh ở miền Tây xa xôi, ở đâu trên toàn nước mình mà có thấy được cái mô hình này nó hợp lý, đó, hoặc là nó cũng có ổn định được kinh tế cho tất cả các mọi người, thì mọi người có thấy chút hồi Thái sẽ để một cái số điện thoại của bạn Bi lên đây, anh em có thể liên hệ với bạn Bi, nhờ bạn Bi sẽ chia sẻ về mô hình, về kỹ thuật, về chăm sóc, về nguồn giống, về tất cả các kiểu ha, để giúp cho tất cả những anh em đam mê cá, hoặc anh em có một cái gì đó gọi là một cái xu cái gì đó muốn làm ăn để muốn ổn định cuộc sống có thể liên hệ cho bạn Bi. Dạ. Ok Bi ha. Là gì không? Sao chị? Là bạn học hỏi mà. Bớt chơi game nhưng mà rất tiếc nó vừa lấy vợ rồi. Nó chứ rất tiếc. Em là như là có như được niềm đam mê khác ngoài chơi game hay là không giờ. Chị Thanh mới chơi cá không? Cá hả? Mới chơi cá không? Không với Thái nữa. Phải đu theo Thái mới được đúng không? Trời ơi, tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Ở đây thì hồ này nè, Bi vừa mới xây cái dãy này nè. Lúc trước cách đây một năm mấy Thái lên là chưa có dãy này nha anh em. Nay có một cái dãy này nữa. Dãy này là em chuẩn bị rơm cá jumbo. Jumbo ha. Dạ. Này có mấy con size tầm 6 đến 7 ngón là em chuẩn bị em đem về em rơm. Quá trời, đã ghê chưa anh em? dài ra đằng trước kia luôn. Đây thì có chỗ để mình làm việc nè. Đằng trước em đường mương trước nhà em, nãy anh đi ngang thấy có nguyên bày lòng rồng nữa. Dạ đúng rồi. Nuôi cả cá lóc luôn. Không, cái đường mương của em sao nó tự hóa được hay á chứ. Làm sao nó có cá lóc ở đó luôn á? Cá lóc, cá rô đồ mà không có nước vô mà sao tự có hết luôn. Hay ta. chắc. Dạ. Anh nghĩ là lúc là trời mưa hay cái gì cá lóc nó từ ruộng đó, nó nhô vô. Dạ. Nó lóc vô trong cái khoảng nghĩ nước của chắc mình. Ngày xưa nó ở đây cái ruộng nó còn trứng á, chứ ở đây xung quanh em đâu có ruộng đâu mà không biết sao em xả nước cho anh vậy là có cá luôn. Bó tay đúng nhở? Dạ. Trời ơi, nghĩa là bắt tay đi tới đâu cá nó cũng theo. Dạ. Đây mình vô trong đi. Nãy giờ mấy anh em mình là đúng chưa trời chưa chật luôn anh em, ở đây thật sự ra rất là nắng. Hình như là cái hồ này cá con nè phải không? Dạ, hồ này mới có đâu tháng tuổi thấy không? Xíu vậy thôi. Này là cũng đuôi sọt ngắn luôn ha. Này đuôi to. Này tháng tuổi hả? Dạ, từ lúc đẻ luôn là một tháng. Cái này là nuôi bo vớt vô đây bỏ đây đúng không? Dạ đúng anh. Chị Thanh vớt được không? Cái giống này là giống bẹt, con cá bẹt trắng. Cái tay chị vớt cá vô chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đúng không? Được nè. Ok, thấy nè anh em. Đó. Ở đây hiện tại là bao nhiêu người làm ở khu vực trang trại của Chi mình, nhiều người làm không Bi? Dạ được 4 người làm anh, với 2 người lái chim trên TikTok. 2 người lái chim về truyền thông ha. Dạ. Rồi, quá tuyệt vời. Còn ở Long Khánh thì mở ra cũng có người ở trên đó. Dạ, có anh đây, anh vợ em. Cái này là anh vợ ha. Dạ. Nhưng mà trên đó thì là chạy cá hay là tiệm cá? Dạ, tiệm cá anh, shop cá. Shop cá ha. Dạ. Bữa nào có dịp về ngang đó đi ngang qua thăm nha. Dạ. Ok ha. Dạ ok anh, bữa nào về đó thì anh gọi em. Solo anh vợ chụp hình luôn kìa. Solo với anh vợ luôn. Đồ cũng dữ lắm á. Đồ dữ lắm hả? Rồi thôi, nói chung là hôm nay thì mình chỉ tham quan ngắn gọn thế này thôi. Thì sẵn có dịp thì anh với lại chị Thanh, một người đam mê cá này, cũng dẫn chị Thanh đi vài nơi rồi, chủ yếu cho chị Thanh thỏa cái đam mê được vuốt ve, được chơi với những con cá. Sẵn cập nhật lại cho tất cả các bạn xem coi mô hình chạy cá của bạn Bi ở Củ Chi hôm nay phát triển như thế nào rồi. Hôm nay thấy rất là vui anh em, vui lắm. Vui vì mình đam mê cá, mình làm cũng như tất cả các bạn thôi, người chơi đam mê cá thôi. Mà khi mà mình thấy được người Việt Nam mình giỏi như thế này, một anh chàng chín x mới chỉ có 23, 24 tuổi đầu
mà đam mê cái dòng cá vàng mà phát triển giờ rất là nhiều chạy ở trên các tỉnh thành ở Việt Nam mình luôn. Mình có thể là phát huy được về lai tạo cá, rồi chia sẻ cá cho mọi người, ổn định được kinh tế, ổn định được cuộc sống nữa thì trên cả tuyệt vời. Thấy rất quý trọng điều đó, đúng không chị Thanh? Bây giờ này chị Thanh khi mà như vậy, chị Thanh thấy như thế nào, cảm nghĩ chị Thanh khi mà một anh chàng như này mà đam mê cá và phát triển rất là nhiều cái hồ cá và trang trại cá như thế này? Chị hả, rất là ngưỡng mộ cái em này á. Yeah. Mới hăm mấy tuổi thật sự luôn á. Yeah, như chị là chị có hơn con chị 1-2 tuổi mà rất là giỏi. Yeah. Chị này là chị quay này xong về là phải cho con chị coi á, để học hỏi đó nha. Giống như không, yeah, không cần gì nhiều á, để cảm thấy là có cái người mà bằng tuổi mình mà ta đã thành công như vậy rồi, đúng không? Dạ. Yeah. Quá trời luôn. Dạ. Yeah. Không mà chị đi theo Thái chị mới biết được nhiều cái, thật sự là nhiều khi mình ngồi nhà mình cũng không biết được là nào. Dạ. Yeah. Tuyệt vời nha mọi người, quá là tuyệt vời luôn. Thời nên nói chung là hôm nay thì cũng cảm ơn Bi nha, cảm ơn, dạ, Bi khá là nhiều đã cho phép anh vô đây để báo mình một chút xíu, báo đường vòng hay quay nắng rồi. Okay. Báo chút xíu ha, thì dạ, cũng chúc cho Bi ha ngày một phát triển hơn nữa, lần sau anh tới đây là em không phải 4-5 trại sát tỉnh miền Tây đâu, hơn, dạ, hơn chục đi, tính chục ra chị Thanh, tính chục ha. Anh cứ chúc em như vậy rồi mai mốt em thì anh tới đây là không thấy mặt em luôn nữa, là như là nhiều quá không có thời gian luôn. Nó kẹt xô không? Nó kẹt xô đúng không? Em đi báo thì nói chung là em phải tìm cho hẹn, là em tìm cho tới cùng mà chị. Phải tìm cho tới cùng. Dạ rồi. Dạ. Rồi, ok, chúc sức khỏe cho em này, dạ, cùng với là gia đình của mình ha. Dạ rồi, em chúc anh chị cũng nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ chị. Đam mê của em ngày càng phát triển nha. Dạ. Ok chị. Rồi. Dạ. Một lần nữa Thái cùng với lại chị Thanh cùng với lại Bi này cũng chúc sức khỏe cho tất cả các bạn khi theo dõi video này trên một cái tinh thần giải trí vô cùng tuyệt vời. Còn bây giờ Thái cùng chị Thanh cùng với lại Bi, một tuổi trẻ tài cao. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye.